Hello, alo, 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 xin chào mọi người, chào mọi người nha. Đánh nhau, từ nắm mới thấy con kinh địch này. Saco support à? Lúc đầu thấy nó mà nó hơi dị. Ôi. Giúp phải giúp nhiệt tình như thế chứ, con Sako đi rừng chắc là không mất tí máu nào luôn đấy. Cua đâu rồi? Con cua trong lỗ đâu rồi? Con tộc biển chắc gì đã ăn được. Ôi lãng phí thế. Ra cho tao chạm nó cái. Đấy. Đấy nó phải hiệu quả như thế mới gọi là đánh. Kìa. Đấy, nó ganh hiệu quả như vậy. Không ganh thôi, nó ganh phải chắc chắn nó được mạng mới đi ganh. Mất thời gian rồi cả hai bên. Lãng phí thời gian. Mạnh mẽ lên em ơi. Cái cụ nó đây. Cùi vậy. Sao cô cùi vậy? Thế mình đánh đến cùng luôn. Trời ơi, sao cô support? Cướp rừng làm gì? Chỉ vì cái bùa không? Nó thành công rồi thì phải. Thôi. Em mới buồn chứ. Toàn dùng hộ mày.
Cho nó lên cao lên đã. Chạy, cứ chạy thẳng đi em ơi. Buồn nữa nhờ. Đã chiêu này rồi mà sao chậm đấy. Ôm hít thì yếu nhỉ. Nên đặt niềm tin vào thằng top luôn nhỉ. Niềm tin vào nó thì phải lên ganh cho nó. Con mít này thì đánh hơi tủ tội. Mãi chưa lên được level 6. Lừa ông à. Không gành bon nữa. Bon củi quá. Đầu tư nhiều quá mà có được cái gì đâu. Ô tự chết kìa. Bê gỗ vàng. Con này chỉ đánh được đầu trận thôi. Đầu trận thì hơi khó. Mình điếc không sợ súng à? Sôi phát chết. Con đi vàng thôi không? Gì vậy? Dùng mít để đánh sợ cái đấy à. Vẽ ăn con dòng được không nhỉ? Đây có thân là ý kiến không? Hai thằng rừng rồi. Ăn được con dòng rồi, chịu rồi. Thank you.
Circle support. Liệu có ổn? Mới đau gì. Lấy yên sao được. Khó gì. Mít của nó trâu bò quá, à con AD của nó. Thông được không? Không phép. Nhưng cái này, cái này thôi. Tôi dị. Cái này cái này càng về cuối càng yếu mà. Tất nhiên lên đi làm cái gì đó nó làm ấy cho đồng đội, tốt cho đồng đội. Chưa có trụ nào ra đi. Ui xưa. Ô, là cái số phận này. Bốn trăm vàng. Tốt này, xứng đáng để đầu tư hơn. Em ơi. Rất là buồn. Hết xanh rồi. Tim nó lết mà. Ngon cái này là gì nữa, tìm nó ngon cái này là gì nữa. Tìm mình cùi.
gành như thế không ăn được thì thôi. Không có ý nhưng mà thực sự là không hy vọng lắm thằng mít. Đừng đừng nhắm nè. Đây mới đau gì. Cù chán thế. Tìm địch xanh trở lại rồi. Rồi support được vậy hoàn thua lắm. Thôi, không tự lo được thì chịu. Làm sao mình cũng gánh liên tục đấy. Hay cố gắng được tí trụ nào, hai tí trụ đấy vài rồi. Chết sợ gì. Còn thua.
Nên thế này thì hút máu đi. Mất chạy. Bạn rút máu mình nhanh quá. Được. Không được kìa. Như không ai không đuổi được mày. Rất là buồn. Thật sự không đuổi được. Nó chạy nhiều gì mà nhanh vậy. Thôi mình phải là người đi đẩy trụ vậy. Trời thì lâu lắm. Ôi nó về rồi thôi. Gặp cái con kia nó có chiêu chiêu tất cả cùng sống khó chịu thật. Quay cửa đài.
Nhầm mấy cái bóng nó mới đau chứ. Chị tự lo đi. Kệ tìm. Anh đéo quan tâm. Vấn đề đây là của team. Vấn đề của team mình không quan tâm. Ấy người trưởng đừng đuổi nữa em ơi, nó là đồ xịn như này mà là dòng xịn đồ xịn mà là... chạy thua nó nhé, chạy thẳng về nhà thôi. Dùng gió gì nữa, dùng gió dùng máy gì nữa. Ôi ra đi ta. Nó có thùng lũng bất tử khó chịu lắm. Nhau hay khó chịu quá. Nó giữ lính. Như thế nó mới con kia nó liều nó không ấy. Con liều nó đánh đến cùng luôn ấy. Căng thế nhỉ. Đi ra hết. Thank you.
Rồi ôi, thế mà cũng thắng được.